Để bắt đầu bài tập, chúng ta hãy cùng ngồi vào một tư thế ngồi xếp bằng thoải mái. Hít vào một hơi thở thật sâu, cảm nhận nguồn năng lượng vào cơ thể của mình. Thở ra nhẹ nhàng để hơi thở từ từ đi ra khỏi cơ thể của mình. Chậm rãi quan sát hơi thở của mình. Thư giãn các cơ bắp trên cơ thể của mình, thư giãn vai, các cơ bắp trên ngực và lưng trên của mình, thư giãn mặt của mình. Chúng ta hãy nhẹ nhàng hít vào và thở ra 5 hơi thở nữa trước khi bắt đầu bài tập các bạn nhé. Hít vào. Thở ra, 5. Hít vào mở căng ngực. Thở ra thả lỏng ngực. 4. Hít vào nhẹ nhàng nâng vai. Thở ra thả trũng vai mình xuống, thả lỏng hoàn toàn cơ vai, cơ tay. 3. Hít vào, làm căng toàn bộ lồng ngực của mình. Và thở ra, nhẹ nhàng thả lỏng. Một lần cuối, hít sâu. Và thở ra. Rất tốt. Tại đây chúng ta nhẹ nhàng đẩy tay của mình lên trên vai, xoay nhẹ nhàng đẩy bả vai về phía trước, hai cánh tay hướng về phía trước. Hít vào đẩy bả vai về phía sau, cánh tay hướng về phía sau và trũng cánh tay xuống. Lặp lại cái vòng tròn đó. Hít sâu đẩy ra sau và thở ra cuộn tròn về trước. Chúng ta hãy cùng làm 5 lần nhé. Hít. Thở. 5. Hít, thở, 4, hít, thở, 3, hít, thở, 2, lần cuối, hít, đẩy ra sau hết sức của mình có thể các bạn nhé, và thở ra. Nhẹ nhàng cuộn tròn hai bả vai về phía trước, rất tốt. Tại đây chúng ta kéo bàn tay của mình về phía trước, đan hai ngón tay của mình lại. Hít vào, mình nâng ngón tay lên bầu trời, mắt nhìn về giữa hai tay. Duỗi dài bả vai của mình lên trên đỉnh lớp học. Thở ra nhẹ nhàng đẩy tay về phía trước. 5 lần nữa các bạn nhé. Hít vào, nâng cao. Thở ra, đẩy về trước, 5. Hít vào, kéo tay cao, duỗi dài hai bả vai lên, nhấc tay kéo dài vai và xương sống. Thở ra, cuộn tròn cái bụng của mình lại, siết bụng, kéo hai bả vai về phía trước, cằm chạm vào ngực của mình, 4. Hít vào, nâng cao. Thở ra, đẩy tay về trước, 3. Hít vào, kéo tay, duỗi tay. Thở ra, rất tốt, nhẹ nhàng quan sát cái vai của mình, 2. Hít vào, nâng tay. Và thở ra, hạ tay và cùng giữ tại đây trong 3 hơi thở liên tiếp nào. Rất tốt.
Tại đây chúng ta nhẹ nhàng ngồi lên trên gót chân của mình các bạn nhé. Động tác tiếp theo là động tác ngồi và mình duỗi từng cơ bắp ở hai bên cổ của mình. Chúng ta đặt tay của mình ngay dưới hông và ngồi lên trên hai bàn tay của mình. Trong tư thế này, hai ngón chân sau của mình chạm lại tạo thành một cái đế ngồi và mình ngồi lên trên cái gót chân của mình. Hai tay của mình đặt sâu ở ngay dưới hông và ngồi ở trên cái phần tay của mình. Khi tay của mình đã ổn định và chắc rồi, chúng ta sẽ bắt đầu bài tập. Đầu tiên hít vào, nhẹ nhàng nâng ngực mình lên, ngồi thẳng, lưng thẳng. Thở ra, nhẹ nhàng ngả đầu về bên trái, cảm nhận sự căng duỗi ở phần cổ bên phải. Năm, bốn, ba, hai và một. Hít sâu, nâng cổ lên, thở ra, nghiêng cổ về bên tay phải, cảm nhận sự căng duỗi phần cổ bên trái các bạn nhé. Năm, bốn, ba, hai và một. Rất tốt. Chúng ta cùng lặp lại một lần nữa để dạng cái cổ của mình ra một cách thoải mái nhất nhé. Hít sâu, ngực mở, lưng thẳng. Thở ra, mình nhẹ nhàng ngả đầu về phía bên tay trái và hơi nghiêng về phía trước một tí xíu, một góc 45 độ về phía trước các bạn nhé. Cảm nhận sự căng duỗi ở ngay phần cổ bên phải và nó nghiêng về phía sau một tí xíu. Năm, bốn, ba, hai, một. Rất tốt, nhẹ nhàng hít vào, chúng ta nâng cổ mình lên và lại tư thế ngồi vững chãi và thở ra, nghiêng đầu về phía trước một góc 45 độ. Năm, bốn, ba, hai và một. Rất tốt, nhẹ nhàng đẩy cổ mình lên, kéo cổ của mình lại trong một cái tư thế thoải mái nhất. Sau tư thế vừa rồi, Brian sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn tư thế tiếp theo. Chúng ta là tư thế quạt cánh tay của mình vào một cái phương thẳng đứng ở sát ở bên lưng của mình. Hít vào, nhẹ nhàng nâng tay lên, mắt nhìn lên trên, hai ngón tay của mình chạm vào nhau. Thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng vai của mình. Chúng ta cố gắng sử dụng lực của vai và cổ của mình các bạn nhé. 5 lần nữa. Hít vào, nâng cao. Thở ra, hạ thấp. 5. Hít vào, nâng cao. Duỗi cánh tay lên trên. Thở ra, hạ xuống thấp. 4. Hít vào, kéo tay. Thở ra, hạ thấp tay, trùng vai, trũng vai của mình xuống. 3. Hít vào, nâng. Thở ra, hạ xuống. 2. Một lần cuối, hít sâu. Đẩy hai cánh tay lên cao, mắt nhìn về điểm giữa hai tay. Và thở ra, nhẹ nhàng hạ tay của mình ở độ cao ngang ngực của mình. Tại đây chúng ta mắt nhìn về bên tay trái, mở lòng bàn tay trái lên. Tay phải của chúng ta vẫn úp xuống và tạo thành cái tư thế một tay úp, một tay mở, giãn mở phần cổ bên tay phải của mình. Hít vào, lại tư thế trung gian và thở ra, nghiêng người về bên tay phải. Mở tay phải và xoay úp tay trái xuống và mở tay trái lên về phía bên kia. Chúng ta tiếp tục động tác xoắn qua lại như thế này nhé. Trái, phải, nằm, trái, phải, bốn, mở tay trái, mở tay phải, ba. Rất tốt, cảm nhận cái độ kéo giãn và mở phần vai bên tay trái của mình các bạn nhé. Hai lần nữa, hít vào nâng lên, thở ra, cuốn tay trái, mở tay trái lên trên, mắt nhìn về tay trái.
Hít sâu, nhìn tay phải. Rất tốt, một lần cuối hít vào, nâng lên, thở ra, nghiêng tay trái. Hít sâu, tay phải. Rất tốt. Bây giờ các bạn hãy cùng ngồi lại trên gót chân của mình và chúng ta sẽ luyện tập phần lưng sau, mở rộng lưng sau và giải tỏa mọi căng thẳng ở lưng sau, phần cổ của mình các bạn nhé. Hai tay của mình nắm lại ngay phía sau lưng, hít vào một hơi thật sâu, duỗi dài hai tay về phía sau, mở rộng ngực của mình, kéo hai bả vai lại sát nhau, đẩy tay càng xa lưng càng tốt. Thở ra, mình gập người sâu về phía trước, nhẹ nhàng đẩy hai tay của mình. Hạ thấp đỉnh đầu, kéo hai tay của mình về phía trước, càng sâu càng tốt. 5 4 3 2 và 1, rất tốt. Thở ra, nhẹ nhàng ngồi lên. Trong tư thế này, điều quan trọng là các bạn kéo tay của mình về sau, có cảm nhận như là ai đó kéo tay của mình về sau các bạn nhé. Tại đây chúng ta vào tư thế thư giãn là tư thế đứa trẻ. Chúng ta để tay ở đầu mép thảm, sau đó dần dần hạ thấp hông của mình và kéo bả vai của mình về phía sau. Kéo cái lưng của mình dài ra, hạ thấp vai, ngực, hạ thấp mặt của mình xuống mặt thảm, kéo dài đôi tay của mình về phía trước. Cảm nhận phần vai của mình được giải tỏa, thư giãn tại tư thế này. 5 4 3 2 và 1, rất tốt. Nhẹ nhàng hít vào, đẩy người lên vào trong tư thế cái bàn. Tại đây chúng ta di chuyển và đặt cái phần tay phải của mình ở ngay dưới ngực, ngay chính giữa ngực các bạn nhé. Hít vào, mình nâng tay trái lên và thở ra. Chúng ta cùng cuộn tròn cái lưng trái của mình xuống mặt thảm, duỗi tay trái qua bên kia thảm. Cảm nhận phần ngực của mình xoay, mở và nó đồng thời nó mở cái phần vai ngực của mình ở đây. Tại đây chúng ta quay tròn tay, duỗi dài tay và kéo dài lưng về phía trước. Thư giãn tại đây, cảm nhận cái vai ngực của mình được mở rộng ở đây. Các bạn có thể đẩy cái vai về phía đầu gối của mình một tí xíu để phần vai ở đây được giãn nở, mở rộng, hạ thấp vai càng tốt. 5 4 3 2 và 1, rất tốt. Dùng tay hỗ trợ, nhẹ nhàng đẩy tay, đồng thời đưa đầu của mình lên cao, đưa cơ thể trở lại vào tư thế cái bàn. Tại đây chúng ta chuẩn bị thực hiện với bên kia các bạn nhé. Đẩy tay trái vào ngay dưới ngực của mình, nhẹ nhàng luồn tay phải ngay dưới tay trái, đưa tay phải về bên kia. Hạ thấp đỉnh đầu, hạ thấp phần bả vai của mình xuống, cố gắng mở rộng phần cổ của mình. Hạ thấp cổ của mình xuống mặt thảm, mở rộng cổ. Tại đây khi ổn định rồi, nhẹ nhàng hít vào, nâng tay lên, duỗi dài tay về phía đầu thảm. Cảm nhận sự căng duỗi ở lưng và sự duỗi dài ở vai của mình. Cảm nhận sự căng mở ở cổ của mình. 5 4 3 2 và 1, rất tốt. Dùng tay nhẹ nhàng đẩy vào thảm, đồng thời nâng vai, nâng cằm và trán mình lên. Vào trong tư thế cái bàn, sau đó lùi hông của mình lại vào tư thế đứa trẻ. Tiếp tục nghỉ ngơi trong 5 hơi thở. 5. Cảm nhận tay mình rướn dài về trước, căng mở phần lưng hai bên. 4 3 2 và 1, rất tốt. Tại đây chúng ta hơi trường nhẹ ngực của mình về phía trước, hông của mình đặt ngay trên đầu gối, nhẹ nhàng mở ngực, hạ thấp cằm của mình xuống mặt thảm. Hai tay vẫn duỗi dài, mở căng lồng ngực và ép lồng ngực của mình xuống mặt thảm. Trong tư thế puppy, tư thế trẻ con, cảm giác sự mở ngực, sự bung mở phần cơ vai lưng của mình. Rất tốt các bạn. Hãy giữ tại đây trong 5 hơi thở. 5
bốn, ba, hai và một. Rất tốt. Dùng tay hỗ trợ đưa cơ thể lại vào trong tư thế đứa trẻ. Năm, bốn, ba, hai và một. Rất tốt. Tại đây chúng ta nhẹ nhàng đẩy hai đầu gối của mình về phía trước và nằm về phía sau thảm các bạn nhé. Trong tư thế này, Brian sẽ chỉ cho các bạn cách sắp xếp các block yoga để tạo thành tư thế nằm nghỉ ngơi thoải mái, đồng thời thư giãn vai cổ của mình. Tại nhà các bạn có thể chuẩn bị block hoặc là gối đều được. Trong bài tập ngày hôm nay, Brian đặt một tấm block để làm chỗ tựa cho ngực của mình. Tấm block được đặt trên chiều rộng và có độ cao vừa phải. Tấm block còn lại, Brian sử dụng để đặt ở ngay dưới đầu của mình. Tấm block được đặt ở trên phần chiều cao hướng lên trên để tăng cái độ cao để cho đầu mình ngả lên thì được thoải mái. Tại đây, Brian đưa hông của mình về phía hai tấm block, nhẹ nhàng đặt ngực của mình lên tấm block đầu tiên. Căng chỉnh cho lót nằm ở ngay chính giữa ngực của mình. Sau đó nhẹ nhàng ngả đầu của mình vào tấm lót thứ hai. Thả lỏng vai ngực của mình, hạ thấp đôi tay của mình xuống mặt thảm. Và chúng ta sẽ thư giãn trong tư thế này trong 10 hơi thở các bạn nhé. Cảm nhận ngực của mình mở bung ra. Hai vai của mình trũng xuống và thư giãn hoàn toàn các cơ bắp tại vai trước, ngực trước, đồng thời là phần cổ của mình. Các bạn cứ thư giãn hoàn toàn, cảm nhận trọng lực đưa vai ngực của mình đi xuống. Ngực mình mở rộng ra. Việc mở ngực sẽ làm cho tư thế của bạn được cân đối. Sau một ngày làm việc phải khom lưng nhiều trên bàn làm việc, việc mở ngực cũng tạo cho phần vai và cổ của mình bớt áp lực, từ đó giảm tải, tạo ra sự thư giãn ở vai và cổ trong suốt một ngày làm việc. Tốt. Nhẹ nhàng quay trở lại với cơ thể của mình. Dùng cùi chỏ nhấn nhẹ xuống sàn nè các bạn. Chúng ta hãy cùng trường ra khỏi tư thế này. Nhấc chân lên, chúng ta nhẹ nhàng đẩy người về phía trước và thoát ra khỏi tư thế, ngồi lại trên mặt thảm của mình. Khi ngồi lại vào trong tư thế ngồi thoải mái, chúng ta hãy dành thời gian này để hít thở và massage phần vai ngực của mình. Massage tại vùng vai ngực sẽ tạo cho các cơ bắp được thư giãn. Đồng thời các bạn cũng có thể dùng các ngón tay để nhấn vào chính giữa phần cơ vai của mình thật sâu và giữ lại trong 5 hơi thở. Việc nhấn vào vai như thế này sẽ làm cho các cơ bắp nhận được tín hiệu thư giãn sâu hơn và giúp cho giải tỏa mọi căng thẳng ở trên cái vai trên của mình. Sau khi đã xoa bóp hai vai của mình, chúng ta hãy nằm thư giãn nhẹ nhàng trong một vài phút để thư giãn hoàn toàn, để các cơ bắp hồi phục và có thể bắt đầu ngày làm việc của mình lại các bạn nhé. Brian xin cảm ơn các bạn đã đến với lớp học ngày hôm nay. Xin chúc các bạn sức khỏe và sự bình an. Namaste.